sau 2 tháng thì cũng vậy. Sao vậy? Em như là bị tâm lý ấy, mỗi lần mà tới khúc cao trào là em sợ đấy cái mà. ông này bắt đầu ông cũng sợ ngồi toilet hơi bị lâu, sáng là 40 phút tối 40 phút ngồi chắc chơi game trong dạ đúng rồi tại vì ở ngoài á là bị dính mấy đứa con bị cằn nhằn rồi dính mấy đứa con nữa ừ tại vì mình cũng hiểu tâm trạng để kinh tế nó ổn định thì mình mới có thì vô tình mà nói không ai tin bởi vì chị mới nói là mình sợ của nào trời trao của nấy bây giờ cưới xong ha 2-3 tháng sau đụng vô cái có liền nghỉ đi luôn dạ đúng rồi cái vấn đề mà đi á thì hai đứa em vẫn có ý định cho tới thời điểm là những năm sau rồi có ý định đi nhưng mà được cái là cứ mỗi lần có ý định lên kế hoạch đi là có tết là có tết thôi không được rồi nói vậy phải đợi đứa thứ ba rồi đi luôn không trời không cho đi rồi dạ xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận và xin chào quý khán giả đang xem đài chương trình Vợ Chồng Son mời các em giới thiệu về mình dạ em tên là Ngô Đức Toàn năm nay em 30 tuổi hiện em đang làm kinh doanh và thiết kế tự do 30 tuổi mà 30 tuổi xíu vậy hả trời nhìn trẻ lắm luôn á kinh doanh dạ em có 2 cái quán cà phê nhỏ dạ ở đây hả đâu dạ ở Cần Thơ ạ ở Cần Thơ em ở Cần Thơ hả dạ đúng rồi mời em giới thiệu về mình dạ em xin chào anh chị và quý vị khán giả thì em tên là Tạ Bích Ngọc thì hiện tại em 30 tuổi công việc của em là kinh doanh tự do và hỗ trợ cho anh kinh doanh tự do có nghĩa liên quan đến quán cà phê không dạ có luôn thì em cũng là thợ làm bánh em có thể pha chế làm bánh nấu ăn đầy đủ nó nghe là thấy cái bụng lúp lúp đó dạ em có đang vui không em đang có em bé 6 tháng vậy wow chúc mừng hai vợ chồng nghe rồi hai vợ chồng em là quen nhau từ khi nào và lần đầu tiên gặp nhau ai ấn tượng ai trước khi hai vợ chồng quen nhau thì cũng là tình cờ thôi thật ra để mà gọi là ai ấn tượng ai thì không ai ấn tượng ai cả thời điểm đó là em đang học năm thứ 2 ở Sài Gòn thì bà xã em lúc đó đang ở Cần Thơ vô tình là anh gọi là thầy kêu là thầy nhưng mà thật ra cứ kêu là anh em không à thì thầy của em thì mới rủ em về dưới Cần Thơ để mà chụp hình cưới cho hai anh chị thì lúc đó bà xã em thì lại làm là dâu phụ thành thử ra là khi mà coi lại cái hình cưới của hai anh chị á anh chị lại kêu là mà sao mày chụp hình hai đứa tao mà sao mày không chụp mà mày tặng lại chụp em hình à? Vô chụp cô nào không vậy cái đó vô tình hay là em bữa đó là em chụp mà em thấy bạn này rồi em bị sao nhãng dạ không tại vì thật sự là khi mà chụp hình cho hai anh chị á thì chỉ có bản thân một mình em chụp hình thôi cho nên em phải chụp liên tục rất là nhanh thì mới có nhiều hình ảnh và bắt được nhiều khoảnh khắc cho nên là em phải để autofocus là lấy được hình mà như thế nào là dính cái cô này không luôn mà ngộ lắm nghe em không à chụp dính em không à thật sự là không có hề để ý luôn dạ đúng rồi vô tình thôi phải không em dạ đúng rồi và lúc là thì... mình tính không bằng trời tính ông trời ông tính sắp xếp hết trơn em thì đó em ghét ổng lắm trước đó là tối ngày hôm đó sẽ qua nhà cô dâu ngủ để sáng đi đưa dâu thì lúc đó em có gọi điện thoại cho cái chị đó xuống mở cửa giùm em thì lúc mà mở cửa lên á thì em thấy ở trần mà sao mà để tóc dài tại đó tóc chồng em dài ở đây nè dữ vậy đó lúc đó em mở lên là em ủa chị ơi em kêu tóc dài tưởng chị dạ em tưởng chị xong hồi cái em mới sửa lại là ủa anh ơi chị đâu rồi vậy đó thì anh mới dắt lên thì lúc đó em ấn tượng lúc đó đó nhưng mà có chút xíu đó là không tốt lắm không hay là không thích không thích không thích đúng không dạ tại vì cái mặt nhăn nhó khó chịu lắm dạ nghĩa là hai bạn lần đầu tiên gặp nhau là không hề có ấn tượng tốt về nhau dạ đúng rồi vậy thì làm sao mà hai bạn lại quen biết nhau sau khi đám cưới của hai anh chị đó thì em cũng có về rồi hai anh chị đó sẽ mở một cái studio thì khi khai trương cái studio đó thì em có về chơi thì lúc đó là bà xã em lại có qua thêm một lần nữa thật sự ra lúc đó thì cũng chỉ là nói chuyện gọi là xã giao thôi thì kêu là cuối tuần là bà xã em có khai trương cái quán đó mời em về chơi nhưng mà em cũng nhận lời vậy thôi nhưng mà thật ra là mình biết là việc học của mình thì mình không về được mãi sau này thì khi mà mở quán rồi thì vợ em lại hay đi Sài Gòn để cập nhật những cái tình hình mới này nọ sự phát triển để làm sao về làm sao cho cái quán của mình nó phát triển lên thì mỗi lần lên á thì lại hẹn hò với lại hai anh chị đó đi ăn bắt đầu là rủ em đi ăn cùng cái là vài lần gặp hai anh chị đó cũng thúc luôn tại vì bên em là có đạo thì em cũng muốn tìm một người có đạo nên là biết ông này có đạo á cái mấy anh chị đó cứ thúc mày thử mày tìm hiểu ra coi được không được thôi rồi ông này thì cũng bị bên kia thúc luôn thúc qua thúc lại dạ. Rồi cái là hai đứa lúc đó là bắt đầu để ý dạ, nhau mà dạ. Nhắn tin trò chuyện nói bao lâu thì mới bắt đầu là quen nhau em nghĩ là sau khoảng khai trương cái quán của bà xã em khoảng độ 2-3 tháng thì hai đứa em bắt đầu nhắn tin với nhau nhắn tin thật ra là lúc đó là theo kiểu mà gọi là nhắn tin chơi nhưng mà chính xác thì lúc nào là yêu nhau đậm sâu khoảng hơn sắp xỉ một năm sắp xỉ một năm là bắt đầu đậm sâu
Dạ. Tóc em thì vẫn dài như là dạ. Dạ, đúng dòng rồi. Suối vậy đó. Dạ, đúng rồi. Rồi em về nhà bạn này thì sao? Ba mẹ bạn này có ý kiến sao về suối tóc đó của em? Tóc em thì lúc mà lần đầu tiên mà khi mà em về á thì tóc em vẫn dài. Nhà em và em vẫn nhớ cái ấn tượng nhất là khi mà đi vô gọi là gặp mẹ vợ, thì mẹ vợ lúc đó đang đứng trong bếp, thì mình vô mình chào, kêu con chào cô. Mẹ vợ em thì rất là hiền, thì mẹ cũng chào lại. Rồi lúc mà khi mà em đi ra thì em vô tình em nghe câu là Chúa ơi Chúa, giống như là theo kiểu mà bất ngờ. Trời ơi, không thấy là em lúc đó em để xài tóc dài, thì tóc em được cái là khi mà nó càng dài thì nó sẽ càng xoăn càng lọn theo cách tự nhiên. Nghĩa là bà bất ngờ đúng không? Dạ đúng. Bà có bắt em cắt tóc không hay là chấp nhận cái mái tóc dài đó? Đối với mẹ em á thì mẹ em sao? Sẽ dễ hơn. Nói chung là bố mẹ em thì không có bắt cắt tóc, nhưng mà bạn bè của bố thì cũng có nói là coi sao con cắt tóc cho gọn gàng cái gì vậy? Bố không ok liền. Đại khái là không có thích để tóc dài lắm đúng không? Dạ. Nhưng mà cũng không ép. Dạ đúng rồi. Rồi và bao lâu thì các bạn mới là cưới nhau? Hai đứa em quen nhau thì khoảng bắt đầu cái thời điểm mà em tốt nghiệp năm 2013, thì sau đó khoảng độ nửa năm sau á thì em bắt đầu là cầu hôn và cưới. Thì cái khoảng thời gian em quen là khoảng độ hơn 2 năm. Có khi nào mà gia đình em á hoặc là gia đình của em á, hai bên gia đình hối các bạn là cưới nhau? Dạ hối thì có, tại vì lúc đó hai đứa em á là muốn mình tự lập, nên lúc làm đám cưới là sẽ muốn làm một cái đám cưới theo ý của mình, hoành tráng theo ý của mình á. Thì tụi em có lên kế hoạch đi một cái chương trình Working Holiday. Thì cái chương trình đó, ví dụ như mình đi một năm, thì khi về mình sẽ có một mớ vốn, thì mình sẽ làm cái tiệc cưới hoành tráng theo ý của mình luôn, với lại cũng đỡ tốn tiền cha mẹ hơn. Lúc đó khi mà tụi em nói với cha mẹ thì là bên chủ yếu là bên bố mẹ em với bên nội em á thì lại không vừa ý, là tại vì em con gái mà hồi đó tới giờ thì em không có được có bạn trai. Thì ông này là ông đầu tiên mà em dắt về nhà thì khó lắm, nên là muốn là cưới đi rồi muốn đi đâu đó đi. Dạ, tại sợ có chuyện này chuyện kia vậy chị. Hai bên gia đình là hối cưới. Dạ, thì cũng nói ra nói vô, thôi cưới luôn đi. Cưới đi, đi, đi. Rồi cuối cùng cưới xong nghỉ đi luôn. Lý do gì mà cưới xong rồi lại không thực hiện cái chuyến đi đó? Tại vì là khi mà cưới xong á thì trước khi xác định cưới thì là hai đứa đi học tiếng Anh, để mà tại vì cái đó nó phải thi nữa, nó phải có trình độ. Thì sau cái khi mình cưới á thì sát cái ngày nộp cái CV rồi thì mình cái trình độ tiếng Anh, bọn em là chưa có ôn luyện tiếng Anh đủ kịp để mà đi thi cái IELTS, cho nên là bị bỏ lỡ cái thì năm đó. Cũng gấp quá. Tính là năm sau đi tiếp thì vô tình lại là có bé đầu tiên. Ủa như vậy là cái tình yêu của các em là giữ cho đến cái ngày cưới thì hai đứa mới có lần đầu đúng không? Dạ. Sống dạ. Thử không? Hai dạ đứa sống dạ thử không? Trước không? Dạ không. Không là giữ đúng không? Dạ sau 2 tháng thì cũng vậy. Sao em như là em bị tâm lý á, mỗi lần mà tới khúc cao trào là em sợ cái mà. ông này bắt đầu ông cũng sợ. Tại vì là một phần là thứ nhất là thời điểm mà khi mình cưới xong thì chắc chắn là người đàn ông nào cũng suy nghĩ tới vấn đề là làm sao kinh tế nó ổn định hơn rồi mới sẵn sàng cho tới việc có con. Thì cái việc có con thật ra là hai đứa em cũng chưa có tính, nhưng mà con tới thì mình đón nhận. Nhưng mà thật ra là để kinh tế nó ổn định thì mình mới có, thì vô tình mà nói không ai tin. Bởi vì chị mới nói là mình sợ của nào trời trao của nấy. Dạ. Cưới xong ha, 2-3 tháng sau đụng vô cái có liền, đụng vô có liền. Nghỉ đi luôn. Dạ đúng rồi. Cái vấn đề mà đi á thì hai đứa em vẫn có ý định cho tới thời điểm là những năm sau vẫn có ý định đi, nhưng mà được cái là cứ mỗi lần lên có ý định là lên có kế hoạch đi là có tết là có bé thôi. Không được rồi, như vậy phải đợi đứa thứ ba rồi đi luôn. Không, trời không cho đi rồi. Hai đứa em là cưới nhau được mấy năm rồi? Tính tới thời điểm này là 5 năm. 5 năm. Rồi lúc bây giờ là có tật xấu tật gì rồi lòi ra không? Xong. Cho anh kể trước đó. Xem chương trình là biết. Nãy là em tính ghi vô tay tại nhiều quá. Cái phần này là em thích. Dạ đúng. Dạ tất nhiên là khi yêu sẽ khác, và khi mình cưới về thì cưới về nó sẽ khác đúng không? Thật ra đối với vợ em thì tật xấu thì không hẳn là tật xấu, mà gọi là cái tính thôi. Thứ nhất là suy nghĩ nhanh và làm nhanh, không suy nghĩ chậm lại. Có nghĩa là suy nghĩ là làm liền. Sống nhanh nó không dạ, sống chậm rồi. Đó. Không sống chậm lại. Cái thứ hai là hơi cằn nhằn. Ví dụ như em làm cái gì mà không thích đi, không vừa ý vợ em thì vợ em hay nói anh phải thế này, anh phải thế kia. Cho nên là đôi khi em sẽ bị cái cảm mình bị cái cảm giác là những cái mình thích thì không được làm, còn những cái mà vợ mình thích thì bắt mình làm. Em nói là ví dụ như là em hay gọi là một tí xíu về vấn đề mà game đi, và em cứ thấy em cầm cái máy lên mà chỉ cần mở cái game lên là bắt đầu là
bắt đầu lại bài ca công ca. Tại vì bố không thích cái việc mà em chơi game. Dạ đúng rồi. Rồi còn tật xấu gì nữa nè? Hay quên. Hay quên. Dạ đúng rồi, hay quên. Có bao giờ quên chuyện gì mà nó dễ sợ không? Quên theo kiểu mà quên trong vấn đề là công việc thôi. Ví dụ như là công việc mình mới nói đó. Hơi đáng trí chút xíu. Dạ đúng rồi. Đối với là đồ đạc, ví dụ như là có thể là để đồ đó nhưng mà thật sự không nhớ là mình để ở đó. Em cầm điện thoại, em đi kiếm điện thoại. Rồi giờ tới em. Em nãy em tính ghi là tại em hay quên nè, em không nhớ. Tại cái tính em á là cái gì làm gì cũng phải tốt cho sức khỏe á. Ảnh thì anh đi làm về trễ, ảnh thường xuyên tắm khuya. Em thì em coi mấy cái bài mà về người ta hay bị đột tử, đột quỵ do tắm khuya á, nên mình cũng sợ thì mình chỉ lo sức khỏe thôi. Mỗi lần mà em nhắc ổ thì lúc đó ông ngồi ông cầm cái iPad ông chơi, nói bây giờ anh vô tắm đi, xong cái anh lên giường anh muốn chơi gì đó là chơi. Thì mỗi lần vậy đó, thay vì á ổng sẽ nghe lời, nghe lời chút xíu đi, không ổng cứ vậy đó. Bởi vậy em mới nói hoài. Rồi còn gì nữa nè? Với ngồi toilet hơi bị lâu, sáng là 40 phút, tối 40 phút. Ngồi chắc chơi game trọng. Dạ đúng. Trời, rồi biết luôn á. Tại vì ra ngoài á là bị dính mấy đứa con. Bị cằn nhằn rồi dính mấy đứa con nữa. Ừ. Tại vì mình cũng hiểu tâm trạng. Rồi có khó tính không? Dạ khó tính lắm chị. Hồi đầu như em bị dụ á. Về á mày đặt là trong nhà là dọn dẹp sạch sẽ là một tay không làm. Là phụ mẹ em á, em sẽ không có kỹ tính bằng ổng. Rửa chén cũng rửa tiếp em nữa. Còn bây giờ từ từ cái mức độ giảm dần. Nếu bây giờ là hết luôn, giờ ổng bày hàng hơn em nữa. Vậy khó tính. Dạ. Nhưng mà hồi trước rất là khó tính, bây giờ thì tính em á được với ổng á trang hòa với nhau á. Nhưng mà cái đó là với em. Dạ. Ví dụ như với nhân viên thì sao? Với nhân viên thì hồi trước thì ổng rất là khó tính. Nhưng mà sau này khi mà em cũng góp ý lên Nhung một xíu thì từ từ cái ảnh cũng cân đối lại. Coi nào khó tính mà đuổi nhân viên. Dạ. Không. Em không đuổi nhân viên. Nhân viên vì nghỉ. Vì em khó tính chứ em không đuổi. Em sao em giao hết cho ổng, ổng khó quá nhưng mấy mà, đứa xin nghỉ hả? Nhưng mà bây giờ thì sao? Giờ là hết rồi, bớt rồi đúng dạ, không? Dạ hết rồi. Thôi chúc mừng nha. Rồi bây giờ em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Em thì không mong muốn vợ thay đổi cái gì, chỉ là vấn đề là ít cằn nhằn em hơn, rồi vấn đề là những cái em thích á thì vợ sẽ hiểu hơn và đừng có cấm đoán em thêm những cái. Rồi còn em mong muốn xã thay đổi điều gì? Em muốn tốt cho sức khỏe thôi, nên là có những cái mà thứ nhất em là không tắm đêm. Dạ, đúng không tắm đêm. Với lại sắp xếp công việc lại một xíu để dành thời gian cho gia đình. Nhiều khi ảnh mê công việc quá, tới giờ ăn cơm á nhiều khi ảnh sẽ ưu tiên công việc hơn. Em thì em gần nhiêu đó thôi. Là năm nay hai đứa 30 tuổi ha. Dạ. Dạ, 30 tuổi ba đứa. Trời ơi, có nghĩa là tuổi đời còn rất là trẻ luôn á, mà đã có một cái sự nghiệp ha, có một cái gia đình ngon lành ha. Quá đã luôn. Ba đứa đó. Con là vốn liếng quá nhiều luôn. Tại vì rất nhiều những cặp vợ chồng á mà họ lớn rồi. Dạ. Họ tám đạt, họ giàu có nhưng mà họ vẫn không có con, là rất là thèm khát cái đứa con. Yeah. Mà tụi em ở đây là coi như là có đầy đủ hết thì chị nghĩ là tụi em phải chiều theo những cái mà mong muốn của đối phương. Ví dụ á cái vụ mà tắm khuya đó là thực sự là rất nguy hiểm đó, cho nên cố gắng đi giữ gìn cho nhau. Thì còn việc trách nhiệm của tụi em bây giờ lớn lắm, ba đứa nhỏ để nuôi nó khôn lớn. Yeah. Hiểu không? Yeah. Rồi. Yeah. À, xin cảm ơn đôi vợ chồng trẻ nha. Trẻ mà tài năng. Cảm ơn các em đã đến đây tham dự chương trình Vợ Chồng Son. Từng thơ lên đây luôn. Dạ. Cảm ơn nhiều lắm luôn á. Dạ. Hai vợ chồng lúc nào cũng vui vẻ làm đạt phát tài nha. Dạ. Và mọi sự may mắn nha. Em tên là Bình Diệp, em 26 tuổi ạ. Em làm nghề gì? Sẽ là thư ký á. Thư ký. Dạ. Ở còn em? Em tên là Thành Luân ạ, em năm nay 28 tuổi. Em là kỹ sư xây dựng ạ. Họ gì em? Em họ Nguyễn, Nguyễn Thành Luân. Thành Luân. Ôi, một nhân vật nổi tiếng trong bộ phim Ván Bài Lật Ngựa. Thế thì hai bạn gặp nhau trong trường hợp nào? Ai là người để ý ai đầu tiên? Bọn em quen nhau qua mạng. Ừ. Em ở Sài Gòn, còn vợ em là Hà Nội. Là 5 năm trước thì cũng lên mạng chat chít tán gái. Trong số nhiều cô thì em chọn cô này. Ấn tượng cô này một là cách nói chuyện thông minh, đặc biệt rất là đánh đá. Đánh đá sao đâu, em có thể ví dụ không? Luôn luôn kiểu giọng thách thức, thể hiện là ta không cần. Qua 2-3 tháng nói chuyện tán tỉnh thì nó trốn gia đình từ Sài Gòn đến Hà Nội. Rồi gặp cô ấy ở Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngay từ đầu tiên gặp thì em cũng khá ấn tượng hình thức ở ngoài là cắt tóc ngắn, rồi dáng rẻ rất là nhỏ nhắn rồi lanh lẹ. Tức là bạn này là trốn gia đình ở Sài Gòn đúng không? Đi ra ngoài đó thăm. Rồi. Em định chính anh chị là không phải thăm em đâu, mà thăm vài cô trong đấy có em. Mỗi có một ngày, em là ngày đầu tiên. Mà ngày đầu tiên thăm em xong rồi chắc bỏ mấy cô kia luôn á. em cũng nghi ngờ lắm, không tin được anh ạ. Rồi cái ấn tượng của em ban đầu về anh này như thế nào? Đầu tiên thì qua mạng thì em chẳng ấn tượng gì cả, vì anh ấy học cao đẳng, xây dựng nữa lăng nhăng, không tương lai gì cả, nhưng mà cứ đòi gặp mình thì thôi, em ok, tại vì mình là số mất gì đâu. Thì gặp đầu tiên thì anh này mặc quần trắng, em nghĩ trời đàn ông quần trắng thì mà biến thái à. Trời ơi, cái này em chưa mặc quần trắng.
mặt lại còn mụn nữa, lại kính cận nữa, đặc biệt là lùn quá. Thế em nghĩ thôi chắc cũng chẳng có tương lai gì cả. Em nghi quá, em bắt cho xem giấy tờ chứng minh. Trước đó gặp mấy cô khác nhưng mà chưa thấy cô nào kỳ cục như cô này. Lần gặp đầu tiên yêu cầu kiểm tra bằng lái, kiểm tra chứng minh thư. Em biết là cô này có bình thường hay không, kiểm tra bằng giấy tờ. Nhưng mà rồi em có cho kiểm tra không? Vâng thì em bình thường mà mình cũng phải là người gì đâu thì cũng cho kiểm tra cái thứ. Sao em siêu phàm vậy? Em trốn ra Hà Nội mà em mang đầy đủ giấy tờ vậy đó. Rồi bao lâu thì các bạn mới bắt đầu tìm hiểu và yêu nhau? Khoảng 6 tháng sau đó thì bọn em vẫn tiếp tục chat chít qua mạng thôi ạ. Thì đến 6 tháng sau thì anh này có ra Hà Nội lần nữa. Thì sau đấy thì cũng có chút ấn tượng hơn thì lại tiếp tục chat chít nữa ạ. Chat chít nữa? Dạ, lại nửa năm sau nữa. Phần anh này dù em vào Sài Gòn. Thế là em trốn bố mẹ em, em mới dối bố mẹ em. Chắc là bây giờ bố mẹ em mới biết. Bây giờ mới biết. Dạ. Vỡ mộng. Dạ, vỡ mộng ngay hôm đấy. Lý do? Ra đón vợ em, rồi hai đứa về nhà khách sạn. Thì trong lúc chơi bời nói chuyện thì vợ em phát hiện tin nhắn của em. Có rất là nhiều tin nhắn của các cô khác. Chúc ngủ ngon, à ơi, cà phê. Em mới điên lên, em cầm hết bia ở trong tủ lạnh khách sạn. Em gom vào trong nhà vệ sinh. Em uống, em la hết, em khóc lóc, âm ỉ, đập phá. Thực ra là em có uống một tí rồi, nó đắng quá. Nhưng mà em giả vờ là em uống, em say, em lung tung, em quậy luôn. Thế là anh ấy không chịu nổi. Cô không ngờ là mạnh như vậy. Em nghĩ là lần đầu tiên quen, chưa phải là vợ chồng, chưa phải là người yêu. Thế mà cách phản ứng cô ấy, em thấy lạ quá. Lúc đầu em định bỏ về để em dọa cô ấy. Nó đóng cửa ngoài rồi mà thấy cô ấy phản ứng ghê quá, vẫn khóc u rồi thì em lại phải quay trở lại. Rồi thì cũng xin lỗi, định nọt. Vâng, để làm huề. Nhưng mà cô rất là căng, hôm sau là đòi về ngay. Tối đó em có ở lại không hay làm gì nhà em? Nói thật trung thực là có, sợ cô gái này mới lớn, sợ cô ấy có cái hành động gì vậy. Là cái lúc đó là em tại sao em lại làm như vậy? Là cái cảm xúc thật của mình thôi ạ. Là em không nghĩ là chết sao lại gặp phải cái tên lừa đảo này. Thôi đời mình xong rồi, em gọi điện hết cho các bạn bè. Thôi tao xong rồi, có khi tao sang Campuchia mất rồi chúng mày ơi. Em âm mỹ lên trong nhà tắm như vậy. Anh này sợ em làm gì, thành ra cả đêm ngồi canh nhau, chả làm ăn được gì cả. Trời ơi. Ủa có nghĩa là chưa xảy ra chuyện gì? Dạ chưa ạ. Vậy mà tự nhiên em nói là đời em tiêu rồi, đời em mất rồi. Chị tưởng là lấy xong, nó cướp xong rồi. Trời, em xong nó bỏ mà. Đi rồi đâu em mới đập phá dữ vậy chứ. Em đâu có dễ. Luôn phản ứng thái quá rồi, phản ứng mạnh làm. Mọi người là cá tính mạnh đúng không? Vâng, cá tính rất mạnh. Rồi có lần nào mà cô phản ứng mạnh như vậy nữa không? Có tiếp tục lần thứ nhì và về cái chuyện là trốn các cụ đi thăm lần nữa. Là anh này trở ra hoặc là em trở vô nữa có lần nữa. Có lần nữa. Là ai vào? Em lại vào lần nữa. Em vào lần nữa. Bố mẹ em chắc là bây giờ mới biết ạ. Lại nhưng mà lại khách sạn. Không, lần này thì là em dịp cưới chị gái em. Thì em cũng chính thức là về giới thiệu gia đình. Nó thì về nhà em đàng hoàng. Rồi lần này là ở nhà em. Dạ. Vâng, ở nhà em. Lần này vào thì em gia đình ở bên bạn trai đấy ạ. Không chấm điểm em cao lắm. Các cụ không nói thẳng ra nhưng mà em cũng đoán được thái độ của mọi người ạ. Lý do gì không chấm điểm em cao? Lý do thì anh này anh giấu em, nhưng mà em tự đoán được là có lẽ là chắc là do cái cách cư xử của mình nó chưa được đúng anh. Hôm đấy thì mẹ chồng tương lai em thì đang làm cỗ. Mẹ em thì là cực kỳ giỏi giang và đảm đang. Thì em thấy mẹ đang chặt thịt gà. Gia đình em thì mấy công việc nặng thế là của bố em. Thì em nói là ơ bác, sao bác không kêu anh luôn mà chặt đi, bác chặt làm gì. Mẹ liếc nhìn cái em nghĩ thôi chết rồi, xong đời rồi. Gia đình em ấy có truyền thống là con gái là chuyện nội trợ, gia đình vợ em thì có điều ngược lại, tức là vợ vẫn cơm nước như vậy, nhưng mà riêng chuyện nặng, ví dụ là chặt gà hoặc là sửa soạn nhà cửa thì là của đàn ông đó. Nhưng mà những việc đấy thì ở gia đình em là kể cả cơm nước là nặng nhọc thế nào cũng là nữ. Của phụ nữ. Thì có mẹ chồng ở dưới không? Là coi như là coi như xong rồi đấy hả? Coi như là xong rồi. Dạ. Tiêu, đời mẹ tiêu rồi. Nói chung chấm rồi. Nói chung là bác yên tâm. Ở đây là có gì con hỏi bác xác nhận coi có đúng hay không. Rồi nhưng mà sau đó thì em ở nhà của bạn trai em được bao lâu? Em ở 3 ngày ạ. Bạn gái em về thì đi nói chuyện với em. Nói là không đồng ý. Vâng, mẹ nói vậy thì thôi thì mình phải tìm cách từ bỏ cái tình yêu này. Thì thực ra lúc này hai đứa bắt đầu yêu nhiều chị. Thì 2-3 tháng sau đó đúng thật bọn em là dằn vặt quyết tâm chia tay. Hai đứa đều cố gắng cắt đứt liên lạc. Nhưng mà thật sự trong lòng là vẫn là rất thương yêu. Nghĩa là quyết tâm chia tay nhưng mà cái chân còn méo lại đúng không? Nhưng mà làm sao để vượt qua những cái điều đó đến được với nhau? Bọn em yêu nhau thì cũng không chịu nổi được nữa. Thì ngăn cản nhưng vẫn yêu. Thì bản thân gia đình nhà vợ em cũng không đồng ý em. Ủa, lúc nào thì em ra mắt gia đình nhà vợ? 6 tháng sau thì em lại ra Hà Nội thăm vợ. Có nghĩa là em đưa bạn trai về giới thiệu với gia đình. Rồi tại sao bố em lại không đồng ý? Là tại lúc đó thì bố mẹ em mới biết là em có một người yêu thật. Trước đây thì mẹ em thỉnh thoảng thấy có một thằng miền Nam nào ấy, nước gửi quà, bánh kẹo, bô bông, túi sách. Thì bố em bảo là ngăn đi chứ không nhận quà như thế. Nhưng mẹ em thì chắc ham quà. Mẹ em bảo thế chứ, mất gì đâu, cứ để cho nó gửi đi. Thế đến lúc em nói chuyện mẹ em mới ngã ngửa ra, chết thật.
này thì sắp mất con thật. Thế là bố mẹ em phản đối vì xa quá. Bố em có nói với anh này là bác không chê cái gì cả, bác phải chê cho xa quá. Thôi đừng lấy nhau, bác nhận mày làm con luôn. Mà anh đâu cam tâm đâu, em lên chơi thì vẫn mời cơm, nhưng mà bố em nói là hai đứa cứ ăn cơm nước xong rồi mà bác mời con đi về. Hai anh em cứ nhận nhau là anh em thôi, sau này con lấy vợ thì ra ngoài này chơi thì vào thăm em nó. Em nó mà lấy chồng mà có vào Sài Gòn chơi lại vào thăm anh. Coi như là hai anh em nhận nhau là anh em thôi. Trời ơi. Tức là chiến lược của các cụ kỳ này bị sai lầm. Càng cản càng yêu nhau, càng quyết tâm hơn, đúng không? Tụi em là lấy nhau được bao lâu ạ? Dạ, bên em lấy nhau được 1 năm 6 tháng rồi ạ. Nếu như mà có bố mẹ em mà ở trong này thì anh nghĩ là chắc cũng sẽ đến trường quay này, phải không nào? Vậy thì hôm nay thì anh hỏi luôn, thì với một cái ngày đặc biệt thì em có điều gì muốn nói với mẹ em hay là muốn nói với vợ em không? Thực ra là ngày hôm nay chính là ngày mình kỷ niệm 5 năm bọn em yêu nhau, quen nhau. Thì có món quà mà vợ em yêu cầu mà chưa bao giờ em thực hiện được. Em xin phép chương trình hát một đoạn ngắn, khoảng 2-3 câu. Tức là em đã yêu cầu cả 5 năm nay mà chưa bao giờ được. Em yêu cầu mà không có làm cho em. Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Đời anh như con thuyền trôi giữa dòng sông mênh mông lãng du, cơn gió êm dịu tháng năm lòng hoang vắng. Giờ hôm nay không là mơ, vòng tay em du anh làm thơ, biết mong chờ anh biết bây giờ anh đã yêu. Đó là những lời gọi là thay lời muốn nói, đúng không? Giờ có muốn thỏa thẻ gì nữa không? Nhưng mà thực ra là cái người mà em cần nói bây giờ là mẹ đó. Xin giới thiệu đến với trường quay ngày hôm nay là có mẹ chồng của cô dâu. Có một món quà nữa để tặng cho vợ và mẹ. Con tặng mẹ. Thời gian vừa qua cảm với chị em, anh em chúng con cũng có nhiều cái lỗi với bố mẹ. Chúng con chưa quan tâm với bố mẹ nhiều. Đây là lần đầu tiên con mạnh dạn con nói này. Con muốn nói với bố mẹ rằng là chúng con có lỗi gì bố mẹ bỏ qua chúng con. Ngày hôm nay chúng con có tin vui là bố mẹ sắp có cháu nội. Bố mẹ hãy cùng chúng con chung vui cái niềm vui này. Thì qua đây thì mẹ cũng muốn nói với các con là đôi lời. Lúc nào các con cũng phải nên nhớ một điều. Có ông, có bà, có cha, có mẹ, với có mình. Đó, thì mẹ muốn là các con là luôn luôn nhớ lấy những cái lời dạy bảo của cha, của mẹ. Cũng như các con sau này có cái con đường và có những cái hướng tới để nuôi dạy và chăm sóc các con được tốt đẹp. Đó là điều mẹ mong muốn nhất. Cả nhà mình yêu thương thấm thiết nhau, đưa đem cầm hộ. Coi như là rồi, xin mời hai em. Thôi bây giờ không nói nữa, để nói một tí là tôi khóc bây giờ đấy. Thôi bây giờ để mình nói. Chứ nói hồi nữa khóc rồi, con này không ai dỗ đâu á. Không lẽ giờ tôi ôm Hồng Vân. Thôi bây giờ hai bạn có cái gì gọi là bất ngờ ở cái người bạn đời của mình hay không? Bây giờ trước tiên anh hỏi Thành Luân nè. Trong thời gian yêu nhau nên là chỉnh chu hình thức, đi chơi như là nước hoa hoặc là đánh răng sạch sẽ em không phát hiện. Nên là lấy nhau về một thời gian thì chắc là cái đấy nó xù xòa hơn. Đặc biệt điều là ăn rất thích, trong món ăn rất thích ăn tỏi. Và chuyện này rất là ảnh hưởng đến chuyện tình cảm hai vợ chồng, mất cảm xúc. Là sao? Như lúc hai vợ chồng muốn gần gũi mà em thấy mùi vậy là em hết cảm xúc luôn. Nghĩa là tục hứng rồi đúng không? Còn một điều này nữa anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân. Người ta thích người mùi hương hoa, mùi nước hoa. Đây cô rất thích người mùi em. Thích nhất là hôm nào đi làm về nhất chưa tắm rửa. Rất thích người mùi chồng. Là thích lắm luôn. Nghiện mùi chồng. Hủ xạ tự nhiên hương hay không? Hay á. Ủa nhưng mà sao em lại thích cái mùi đặc biệt đó của anh nhỉ? Em cũng không biết nữa, khi mà tắm rửa xong thì toàn mùi dầu gội rồi sữa tắm, sà bông em không thích nữa. Em thích cái mùi tự nhiên cơ. Hơi bẩn bẩn tí nhưng mà em thích. Trời ơi. Thích mùi nào nó bẩn bẩn. Em đi từ cái lạ này qua tới cái lạ khác luôn á. Chị hỏi nè, chị đấy em nghiện cái mùi tỏi đúng không? Dạ. Là để chống ung thư hay sao? Dạ không, em thích vì ăn nó ngon thôi ạ. Có bao giờ em có cái cảm nhận là chồng em không thích cái mùi đó không? Lúc đầu thì ông ấy còn nói em là chết vì sao ấy, mùi hơi thở làm sao, đi khám đi, bệnh tật làm sao ấy. Thì lúc đấy mới biết là chết cho ăn tỏi rồi. Vậy á hả? Rồi em khắc phục chuyện đó như thế nào? Dạ thì em cũng tránh bớt ăn vào buổi tối thôi ạ. Chứ chị mà nấu ăn đó mà chị băm tỏi đó mà cái tay không rửa ra luôn á, cái mùi nó còn hoài á,
Nãy giờ là chồng kể xấu về em, tới thời gian em kể xấu về chồng em rồi đó. Quá kỹ tính, vào cái nhà tắm anh sắp xếp đồ đạc cẩn thận đâu vào đấy. Em thì thấy thế em bực quá, em làm cho xịt đi, xô lệch đi một tí cho nó sinh động. Cái gì cũng nhanh gọn quá em không thích. Anh lau phòng anh lau kỹ cái đường chỉ kẻ đường trắng trắng đấy ạ. Nữa là anh ấy thỉnh thoảng anh ấy lây máu điên của em sao ấy. Tính bình thường rất là hiền nhưng mà những lúc cục lên thì rất là điên, ví dụ như đập đầu vào tường này, đấm tay vào tường này. Ủa sao vậy, những cái lúc đó là tại sao em lại không, làm như thực vậy? Thực ra là quá lắm thì em mới làm như vậy. Vợ mình phải cố gắng kiềm chế, nghĩa mình đánh vợ. Thì những lúc như vậy thì mình phải tự làm mình đau mình. Nhưng mà em bực vợ em cái gì mà để đến cái mức mà em phải tự đập đầu vào tường? Nói chung là nhiều những vấn đề mà nó tích tụ lại nhỏ 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 thôi. Rồi mỗi lần thấy chồng làm vậy có đứt ruột không? Tôi cũng xót xa lắm chị, nhưng mà em vẫn giữ mặt lạnh thôi. Giống như mặt lạnh. Em nói là đập bể tường ráng chịu. Vậy chồng em xác suất là đập bao nhiêu lần thì tự ngưng? Chắc là đau quá tự ngưng chị. Cũng muốn ngưng lắm nhưng mà nhiều khi quê chờ em ra can ấy, mà em kệ thôi. Bây giờ em mong muốn chồng em thay đổi điều gì? Bất kỳ tính lại cho cuộc sống nó thoải mái. Không phải lúc nào cũng lên lịch và lúc nào cũng mở miệng bằng câu hoàn hảo thì, giá mà thì, giá như thì, cầu toàn thì. Em rất là mệt mỏi với cái câu đấy. Còn em? Em mong muốn là từ nay thì mình sắp có em bé rồi, vợ em sẽ sắp xếp công việc, sắp xếp lịch làm việc nó hợp lý để không ảnh hưởng sức khỏe, để mà chăm con sắp tới nữa. Ra tiếp xúc với tụi em á, chị có một cảm nhận như vậy nè. Hai cái cá tính này quá mạnh. Người ta nói như vậy nè, thường hai cá tính này á, thì người này bù cho người kia. Nhưng mà nếu mà nó ở cái mức độ mà quá đi thì là tụi em sẽ gặp những cái chuyện mà nó không hay cho cái cuộc sống sau này. Thì theo chị như vậy nè, em giảm đi cỡ 30%, bạn này cũng giảm đi 30%, thì sau này á, đứa con của em nó sẽ được thừa hưởng cả tính cách của hai bố mẹ thì nó sẽ rất là hoàn hảo ha. Nhưng mà thực ra với một cô vợ mà có cá tính như vậy, cuộc sống của em thú vị lắm, chị nói thiệt. Chứ còn mà nó đơn điệu quá em cũng mau chán vợ lắm. Không, cái đó là cái kinh nghiệm của những người mà làm nghệ thuật á, là tụi chị, những người nào mà có cá tính á, là em bực đó nhưng mà em yêu hoài. Em hiểu không? Nhưng mà bạn này lại là cái người để bù đắp, để mà quy hoạch em á, để đừng cho em bị xa quá quy hoạch em, nên tụi em khó mà rời nhau được lắm. Và chúc tụi em thiệt là hạnh phúc nha. Rồi, cảm ơn hai em. Cảm ơn anh chị ạ. Hello, xin chào hai bạn. Rồi, trước tiên là xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, con xin chào cô Vân, chú Phật và mọi con người. Con nói lớn lên. Ở đây. Rồi. Con tên là Trần Khắc Phát. Dạ, con năm nay 34 tuổi. Dạ. Con đang ở Đồng Nai. Dạ. Con làm công gì? Việc của Phát? À, công việc con kinh doanh online thôi. Dạ. Online nhưng mà chuyên về cái ngành nào? À, con là nông dân, con nuôi trồng đông trùng hạ thảo xong rồi con bán online. Đó. Trời ơi, ông đó ông là nông dân, tôi tưởng ông bán lúa. Ai về ông bán đông trùng hạ thảo. Dạ. Cái đó là gọi là vật phẩm quý chỉ dành cho vua chúa. À, không, cái này với lại cái món này bây giờ là rất là trend. Dạ. Đó, có thể gọi là nông dân 4G, 5G. Rồi, mời con. Chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận. Con tên là Thúy, năm nay con 31 tuổi. Công việc của con là make up. Vậy hả? Tức là con bữa make up không vậy? Có tiệm tóc hay là tiệm trang điểm cô dâu? Dạ, con make up tự do thôi. Chắc là cô này ở nhà, mỗi lần mà ổng online thì cổ make up trong này, đúng không? Dạ, con, nếu mà cũng thật, chú Quốc Thuận nói là đúng, rất đúng luôn. Tại vì con khoái make up đó kìa. Hay dạ gái lắm con. Ở nhà mất cấp cho ổng là chính. Vậy hả? Hay dạ gái xong mình đóng mấy cái TikTok mà để quay quảng cáo sản phẩm hay gì. Thôi vậy hả? Con là thích cái kiểu đó. Ra đường là hầu như là mọi người sẽ bị lạc. Là giống như vợ con sẽ có tính cách là người nam hơn. Con lại tính cách là nữ hơn. Nữ thôi chứ không phải đàn bà. Nhưng mà là thích vậy đó đúng không? Bây giờ thì sao? Bây giờ vẫn vậy hả? Bây giờ vẫn vậy. Nhưng mà mỗi lần mà mình giả gái mà mình lên mình coi như online, mình coi như là bán hàng này nọ được, chắc là được nhiều người yêu. Dạ, rất là nhiều người yêu thích. Thích con làm con gái hơn, không thích con làm con trai. Vậy đó hả? Bữa nay con lên chương trình con không giả gái. Dạ, con tính giả gái nhưng mà cũng sợ chương trình này làm không chương trình quá. Rồi sao gặp nhau hay vậy? Dạ, qua một người bạn giới thiệu. Dạ, bạn của con là người anh của vợ con, là người anh ngoài đường thôi. Nhưng mà giới thiệu cho con trên mạng á, giới thiệu Facebook á, là thấy hai đứa hợp nhau giới thiệu. Nhưng mà thời gian đó thì con chưa muốn làm quen. Con rất là nhiều người thích thú này kia lên. Mấy con năm rồi? Cái này là mấy năm rồi? Con cưới nhau được 8 năm. Vậy là các bạn gặp nhau là trước đó nữa? Dạ, trước đó khoảng mấy tháng thôi. Rồi. Đó, rồi sao nữa tiếp nè? Thì nè, con bắt đầu là con chưa làm quen, về sau nè. Về sau là bắt đầu mới mình nó rảnh rỗi á, mình nó thoải mái, bắt đầu mình nhắn tin thử, bắt đầu mới hẹn ra quán cà phê. Rồi ăn uống rồi mới đầu mới làm
quen. Quen nhau. Ở lúc đó con làm make up chưa? Dạ lúc đó con chưa, con chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Tốt nghiệp đại học. Lúc đó cũng chưa có muốn có người yêu nữa, tại định là học xong rồi có công việc rồi muốn có mới có người yêu. Thôi lần đầu tiên con gặp anh này con thấy anh đẹp trai không? Con thích anh liền không? Dạ không, gặp kiểu mà không nhìn kiểu ăn chơi á con. Chứ không có máy máy hả? Dạ không, không có máy máy. Nhìn không, kiểu con anh... men lắm. Nhìn con rất là men, nhìn ông lắm chứ không phải là nhìn kiểu như đàn ông điểu cán. Nhưng mà tại vì con thích dạ gái thôi. Tại mà vợ con không thích con dạ gái ra đường nữa kìa. Thế là đi bạn bè một đám thì hầu như ai cũng khoái con dạ gái làm mấy cái trò này trò kia cho nó vui, không khí nó rộn ràng. Rồi bây giờ mình nói là cái lúc mà hai con gặp nhau đó. Dạ. Thì nãy là vợ con nói là không ấn tượng như con hết. Dạ. Còn con thì sao khi mà gặp cổ ngoài đời? Con nhìn trên hình Facebook á thì con thấy cái nét mặt với cái ngoại hình là con thích rồi. Thứ nhất là cao tầm 1m60 mấy, 1m67 là với khuôn mặt như vậy là con đã thích thú rồi. Bắt đầu gặp ở ngoài thì chất lượng hơn nữa, đẹp hơn luôn, cởi mở hơn, ý là cởi mở đó. Trên Facebook thì vợ con ấy mặc đồ kín đáo lắm, chứ không có hở hang gì hết, nhưng mà gặp ở ngoài thì thoải, là cái phần sexy là cái con thích hơn nữa. Là con lại hở người, con người thoải mái, ý là con thích mấy điều đó, mấy điều đẹp mà cái chân ra thôi chứ không gì mà phải giấu đi hết. Nên gặp ở đầu con bị quế liền, phải luôn. Dạ. Quế liền đúng không? Là ba tầm con quen tầm 3 ngày thôi. Cái ngày đầu tiên là gặp nhau quán cà phê, xong rồi con dẫn đi karaoke. Dạ, dụ đi karaoke. Hát karaoke xong, có nghĩa là tại vì cà phê xong đi karaoke. Thể hiện tài năng. Tại con là ông thích hát cho nên là ông muốn thể hiện tài năng đi cô gái. Rồi khi mà ông vô ông hát karaoke thì hay không con? Dạ hay. Biểu diễn ghê lắm. Thì đó thì bây giờ mình dạ. Mình bắt đầu mình biểu diễn là cho vợ mình thấy giọng ca mình này kia, nội lực này kia đó rồi. Tại con đi nhiều sân khấu hay là con nhìn thấy cái người đó không cần đẹp trai, người ta hát hay thôi là con bị thích người ta rồi. Đẹp gái quá, đẹp trai quá, ý là mình nhìn qua cái giọng ca thôi. Nên con bắt đầu con vô karaoke là con hát tới top luôn. Thế luôn. Dạ, đúng rồi. Là con có để ý cái phản ứng của bà nhìn mình không? Hát nhưng mà có để ý cái phản dạ, ứng. Dạ con có chỉ có liếc nhìn thôi. Tại vì hôm đó đi là có một người bạn của vợ con nữa. Thì con cứ tập trung cho người bạn của vợ con chứ không tập trung cho vợ con. Ủa tại sao? Tại vì giống như là mình phải làm cho người bạn về sẽ nói là thằng đó được lắm, thằng đó ok lắm, thằng đó tuyệt vời, thằng đó kinh nghiệm. Thì đối với vợ mình nó sẽ bị dùng phương pháp đòn bẩy. Kiểu như là mình giống như muốn cưa vợ mình nhưng mà mình cứ làm người bạn mình. Thứ nhất, thứ hai nữa là cái người vợ mình sẽ khó chịu không? Có ghen tu, ý là có khó chịu là sao nó không để ý đến mình ta? Lúc đó còn mới có 20 mấy tuổi mà con kinh nghiệm như vậy đó. Rồi sau đó sao về có sao xuyến với lại bạn có nói vô về cái ông này không? Bạn của con thì về không thích ông này. Vậy nó tao thấy ông nó ăn chơi quá. Đâu thôi. Nhưng mà lúc karaoke một đám bạn ăn thích mà. Nhưng mà nó đâu gì một đám bạn luôn hả? Về sau là đi nhậu, rủ đi nhậu về khuya, đi nhậu nữa là một đám bạn của bên. Cha, vậy là bữa đó đi tới mấy chầu luôn hả? Dạ, mấy độ luôn dạ, đúng mấy không? Mấy độ. Rồi sau đó bao lâu thì mới quen nhau? Là bắt đầu là hôm đó là quen nhau là ngày 30 tháng 8. Thì tới ngày mùng 2 tháng 9 là có một cái dịp gọi là lễ để về quê. Thì quê vợ con ở dưới Bến Tre. Thì con ý là mình đã thích một người vợ như vậy rồi, ý là mình thích mình quen vậy mình đã ưng rồi. Tại con kinh nghiệm của con quen một người á, con nhìn một con người con rất là nhiều cái kinh nghiệm là nhìn một con người sao thì con thấy vợ con là hiền hòa rồi nấu ăn giỏi nữa. Tại nấu ăn giỏi là hôm đó là con đi con đang học tóc thì vợ con giờ cơm trưa con mới hỏi là cái ngày đầu tiên gặp á, ngày hôm sau á là bắt đầu con hỏi là bây giờ ăn cơm trưa em đang nấu cơm. Vậy hả, vậy cho anh một miếng cơm được không, ý là mình thử xem cái tài năng nấu cơm nó cỡ nào. Xin cơm luôn dạ, xin cơm luôn. Dạ, xin cơm luôn, tại vì con là quan trọng bữa cơm gia đình lắm, phải ăn cơm gia đình thôi thì chạy quan liền không thích ăn cơm có ngoài là được. Bữa đó là 30 tháng 8 dạ, hôm đó là mùng 1 tháng 9 rồi thì có nghĩa là biết là biết 30 tháng 8 dạ, biết 30 tháng 8 1 tháng 9 là xin cơm là xin cơm luôn rồi, là con nhắn tin nó đâu vậy là cách nhau con ngày thôi hả? Thường là 30 tháng 8 tới 31 tháng 8 là tới 1 tháng 9 thì đó. Cái cặp kia cũng cặp ngay một tháng chín, cũng có 3 ngày à, cũng ngay 1 tháng 9 luôn. Hai cặp này nó làm như nó có duyên với một tháng 9 luôn. Không, cặp kia sao nữa, đúng rồi. Hồi nãy đi lên cũng gặp mặc áo khoác áo vest màu cùng màu luôn, đó. Cùng màu luôn. Không hiểu sao mà chọn lựa. Có khi nào xong chương trình này hai đứa ra Hà Nội sống luôn không? Rồi sao nữa nè? Thì bắt đầu là xin cơm thì mang muối cơm nó ngoan ngoan, con cũng thành bên là ba món ăn với một phần cơm thì con bắt đầu con chia cho anh em trong tiệm ăn luôn, giống như ban giám khảo trong tiệm mình vậy, là mọi người ăn thì ai cũng kêu đánh giá quá, đánh giá ngon quá không? Thì con nói là vậy là đúng với người mà mình tìm bao lâu nay rồi. Thứ nhất là ngoại hình, thứ hai là khuôn mặt, thứ ba là cái tính tình hiền hòa mà nấu cơm giỏi là con mà sao con nhẹ dạ vậy? Cơm nấu có nhiêu đó cho mình ăn, nó xin cho cả tiệm coi như con ghét hết con đường luôn. Bữa đó con ăn cái gì? Dạ con cũng có ăn mà. Nhưng mà tại tính con cũng thoải mái nấu nhiều lắm, nấu ấy rồi lấy trong tủ lạnh ra nấu thêm. Dân Bến Tre mà. Dạ. Nói gì? Thật ra chắc cũng phóng khoáng như lắm đây. Đó. Nhưng mà thì bắt đầu là ăn ngon quá thì bắt đầu là mùng 2 tháng 9 là mình về nhà quê vợ để xem
ba má vợ với anh em làm sao? Là sau đó là 2 tháng 9 đi luôn. Đi dạ, 2 ngày nó nghỉ mà. Dạ, luôn, luôn, nó về quê luôn, ba mắt luôn. Là về có chở ba ngồi sao? Dạ có chở vợ con vô với một đám bạn về cho nó có không khí. Lúc mà ngồi trên xe hai đứa có cởi mở với nhau? Dạ, lúc đó là đã có cái tình tứ với nhau rồi, ý là ánh mắt đó nó trao cái một cái gì đó là động sâu rồi. Tiến sĩ ái tình. Là chưa có phải suy nghĩ là mình không suy nghĩ là mình sẽ cưới vợ hay là mình sao, nhưng mà gặp nhau là đã đứng cái gì đó gần nhau luôn rồi. Là của nhau rồi đúng dạ, không? Dạ, của nhau rồi. Và bây giờ về quê vợ thì thấy gia đình vợ ở Bến Tre như thế nào? Về quê vợ bắt đầu là hôm đó là con bị một đám bạn nó chơi con luôn. Ý là nó một đám nó ngồi nhậu thì con có một hình xăm nhỏ trên ngực thôi. Thì ngồi nhậu ở dưới vườn dừa mát mẻ lắm. Thì một đám nó cởi trần hết ra luôn. Con có hình xăm thì con gặp người lớn thì con lại sợ nên con không dám cởi ra. Đầu thì ngày hôm sau lên trên Sài Gòn á, thì bắt đầu ba của Thúy có gọi là nói là thằng đó là chắc có cái gì trong người hay gì đó nguy hiểm rồi. Con già là không có thích quá lắm. Dạ, nhưng mà mẹ Thúy là thích, mẹ Thúy mẹ vợ con đó. Tại ba con khó tính lắm, ba con kiểu như là nhìn ai vô nhà là thấy sợ không có dám nói chuyện. Nhưng mà trong đám bạn đó thì ba con có chọn ai ngoài anh này không? Dạ không, tại bạn học con nó lôi trôi lắm, nó không có trưởng thành. Còn ông này thì biết cách nói chuyện hơn, chững chạc hơn. Nói chung ông cũng phải tạo nét. Dạ. Nhưng mà ba là đâu có ưa bạn này. Dạ. Đúng không? Dạ không ưa là vì con mặc áo, con không chịu cài áo. Ý là có cái sự giấu giếm cho nên là ba con không thích lắm. Có nghĩa là ba cũng nghi rằng là ông Đề chắc cũng có xăm trổ gì đây nè. Không dám cởi. Nhưng mà mẹ thì sao? Mẹ con thì dễ tính hơn, mẹ con nhìn là thích liền. Nhưng mà ba con đã không thích ảnh rồi thì con như thế nào? Con bị tác động bởi cái điều mà ba mình không thích ảnh không? Dạ không phải là ba không thích nữa, mà ý là ba có cái sự nghi ngờ á. Thì hôm sau lại về nữa, ba gọi là về chơi đi, nói chuyện với ba. Thì khi mà ba nói chuyện với chồng con rồi á, thì ba mới cảm nhận được là cái sự chững chạc của ảnh. Cho nên là thích luôn. Ý là qua cách nói chuyện là thích ảnh rồi. Rồi hôm sau là về nữa. Về coi như ngày 3 tháng 9 á, ngày 3 tháng 9 là tổng kết tình yêu nè. 30 tháng 8 gặp nhau nè. 3/4/9 là ngày 3/4/8 là nhắn tin. 1/1/9 là ăn cơm trực. Xin cơm. 2/9 về quê. Về quê. 3/9 quay trở lại. Dạ. 1, 2, 3, 4, 5 ngày. Rồi 4/9 là chắc tới luôn rồi. Dạ con tới rồi, thì qua 3 ngày, qua cái ngày mà 2/9 đó về là con đã ưng rồi, là con quyết định cưới rồi. 4/9 là tới luôn đúng không? Dạ, dạ 4/9 là tới luôn, nhưng mà lúc đầu con gọi cho mẹ con, mẹ con ở bên nước ngoài. Thì mẹ con mua nhẫn cưới liền luôn. Tại vì mẹ con thấy con cái sự là ở Việt Nam có một mình con chơi kia sợ hư hỏng. Nó bắt đầu là mua nhẫn cưới, là bắt hai đứa tôn giáo ở bên đạo Chúa lên phải đi học đạo, xong rồi 6 tháng sau là mẹ quay là con theo đạo ảnh. Dạ, con theo đạo con. 6 tháng sau là cưới luôn. Thôi ngứa mồm ngứa miệng quá. Thôi cho chú hỏi luôn đi. Chứ không chú bức rứt quá. Con nghĩ là 4/9 là hôn chưa? Dạ hôn thì có hôn rồi. Là hôn trước rồi đúng dạ, không? Dạ. Cái nụ hôn đầu tiên là ngày mấy? Ngày 4 ngày 3 gì luôn hả? Dạ. Thế bởi vì mới hỏi 4/9 đó. Đó. Chị một hiền lắm, bà con kiểu như là nhẹ nhàng lắm, hiền hòa lắm. Con làm hết trò luôn rồi. Cái trò nào là con cũng ý là con đưa hết vô có thể hết rồi. Là 4 tháng 9 là con dở trò. Nào cỡ cũng là dính là dính à. 4 tháng 9 là con dở trò. Dạ. Đúng không? Dạ. Mà dở trò ở Bến Tre hay Sài Gòn? Dạ dở trò dưới quê luôn. Dưới quê luôn. Dạ. Có nghĩa là 3 tháng 9 ở dưới là không về. Dạ. Đâu con về Sài Gòn rồi bị gọi về rồi. Là 3 tháng 9 rồi về. Hôm sau là về, ý là mới về một mình con để con nói riêng cái chuyện với ý là con nè, người là như vậy dạ chứ không phải là một dấu giếm gì. Là 3 tháng 9 đó, là 3 tháng 9 đó. Dạ. Rồi 4 tháng 9 về nữa. 4 tháng 9 giữa một mình con với vợ con thôi. Hai vợ chồng với nhau để nói chuyện rõ ràng hơn để quyết định luôn. Chà sao đi về liên tục 3 ngày Bến Tre mà. Rồi con chạy xe đó thì bình thường chạy lên chạy xuống suốt à, tại vì cái tình yêu nó hào hực lắm, nó là mình coi như là rồi sau 6 tháng sau cưới. Dạ. Mẹ có về dự đám cưới không? Dạ mẹ con về. Rồi dạ. 6 tháng sau cưới. Thì 6 tháng sau là mình con học đạo xong thì con bắt đầu là bố mẹ con về là vừa luôn. Nhưng mà chú hỏi nè, hai đứa nhanh vậy thì có đi vượt quá giới hạn không hay là giữ cho nhau tới cái đêm quý giá? Thì đối với con cái chuyện đó thật sự á cũng không có gì là quan trọng hết. Nên con lại suy nghĩ nó rất là đơn giản. Vì sao? Vì con lại để cái chuyện đó ngày hôm đó đi, nó sẽ hay hơn. Hay quá. Với lại cái thời gian đó là lo học đạo với vợ với bố mẹ con về, nên không có thời gian mà hai đứa ở với nhau để làm. Như vậy là để cho cái đêm đồng phòng đúng không? Đêm đó làm sao? Nhưng mà đêm đồng phòng thì là không làm được gì. Con uống bia uống rượu xịt con say, tại con uống được một lon hai lon là con say rồi. Con là không hút thuốc lá, không rượu chè, không cờ bạc luôn. Mà khi mà uống một lon bia vô cái đám cưới là con không nói con say, không biết gì luôn, về là nằm luôn, là đêm phòng là bình thường, con cười luôn. Bình thường con ơi, các cặp vợ chồng đây nhiều lắm. Dạ. Nhiều các cặp cái đêm động phòng không làm ăn được gì hết. Dạ. Trời nó bình thường đúng không? Bữa đó con có xỉn không? Dạ không, tại con uống được nhiều lắm. Vậy hả? Ổng là hai lon còn con được mấy lon?
một thùng luôn đó. Mỗi một cái thùng luôn. Nhiều người Bến Tre, người Bến Tây được lắm cả. Tự nhiên có ghen sẵn. Là đi chơi á, đi chơi rồi con khỏe lắm. Dụ như bạn bè con cứ qua mời con một ly, nói mày uống bao nhiêu chứ vợ tao uống trăm đó. Cứ gọi uống bao nhiêu vợ uống trăm đó, ý là cứ vô là đứa nào mời là qua đưa vợ ra uống là nó sợ luôn. Từ đó là nổi tiếng ở dưới quê là dưới quê con là ai cũng sợ luôn, không dám mời. Là đêm động phòng là con coi như là thua rồi đó. Vậy chắc qua đêm sau đúng không? Dạ, dạ qua đêm qua ba ba uống đêm sau được. Bà uống đêm sau. Bố mẹ chồng về về Mỹ lại thì vợ chồng con mới có là đêm tân hôn chính thức. Như vậy là bố mẹ chồng là 3-4 ngày sau là bố mẹ chồng về hả? Dạ khoảng một tuần. Không, một tuần sau. Rồi, bay luôn. Rồi, thương tụi nó ghê. Vậy là bây giờ bây giờ tụi con có em bé chưa? Dạ có hai đứa. Hai đứa rồi. Dạ. Ồ. Vậy là rồi không qua bên đó ở với ba mẹ. Dạ với giấy tờ chưa đến lượt đi. À. Nhưng mà cái đứa đầu tiên đó là có nghĩa là sau khi cưới là có liền luôn hay là sao? Dạ đứa đầu tiên tới 4 năm sau, 3 năm sau thì con mới có con. Ồ. 3 năm sau. Tại vì tụi con giữ hay sao? Vợ con lúc đó là con cho vợ con đi chích ngừa ung thư tử cung á, tức là chích ngừa cái đó thì cái thuốc ngừa đó thì phải một thời gian sau mới thả bầu được. Ừ. Thì tôi cũng tới hai năm luôn là con đi du lịch với vợ con, hai vợ chồng đi du lịch khắp nơi. Ừ. Do khi mà vợ con nằm ổ đẻ là không phải lo lắng hay thèm thuồng một cái chỗ nào nữa rồi. Ừ. Không thèm thuồng gì hết. Đâu con kể cái thời gian con mang bầu đi sanh rồi chồng con hỗ trợ gì con trong cái vấn đề sanh đẻ hay là nuôi con. Ừ. Dạ, đứa đầu con nói ít quá, con nói thì có mẹ con hỗ trợ. Ừ. Mà đứa thứ hai thì trúng cái đợt dịch á. Ngày đó là ngày cái ngày mà không được ai ra đường luôn. Ừ. Không được ra đường giãn cách đó. Giãn cách thì hôm đó con... là lúc đó là con ở Sài Gòn đúng không? Dạ, dạ con ở Sài Gòn thì con thì lúc đó đẻ con trai trước đứa con gái sau, thì hôm đó đẻ đứa con gái thì con trai con cũng được 2 tuổi rồi, thì bắt đầu con dẫn theo con trai con theo luôn, tại vì thằng đó nó theo con suốt à, nó chỉ có biết con thôi không theo ai hết, nên con dẫn theo luôn. Mà đợt dịch đó thì không có cho ai vô lo được hết, lên một mình con. Khi đó là con vừa vệ sinh cho vợ đẻ mổ, rồi vợ sinh thêm cái đứa mới sinh ra đời nữa, rồi thằng trai luôn, thằng con trai luôn. Trời là ơi. Đúc nó ăn, nó mới 2 tuổi lo nó ăn từng ly từng tí. Vì đợt đó đầu là báo chí mới có ghi về con, về cái chuyện đó là vừa vệ sinh cho vợ vừa lo đứa mới sinh ra đời và thêm cái đứa con trai lên 2 tuổi. Trời, là ở trong bệnh viện đó con. Dạ trong bệnh viện đó. Đâu con kể cái cảm nhận của con lúc đó, nói cho anh nghe coi lúc đó con sao. Lúc đó thì con cảm thấy là kiểu như là mình cảm thấy là người vợ hạnh phúc nhất luôn. Tại vì nhiều người đàn ông con thấy đâu có lo cho vợ được như vậy đâu. Cái này vừa lo cho vợ vừa lo cho con. Hai đứa con luôn. Dạ. Quá. Và con là sanh mổ cho nên cũng đâu có di chuyển gì được. Dạ đúng rồi, ngày đầu mấy ngày đầu là con nằm im một chỗ mà con phải không, vợ con suốt. Không mẹ, không cha, không một người nào vô ngoại trừ chồng. Dạ. Con. Tại vô là vô ở luôn đó. Dạ, lúc đó là không chỉ có được con không được vô luôn tại một phòng chỉ được một người chăm mà một người. Ủa gì thì cái lúc đó thì thằng nhỏ gửi ở đâu? Thì thằng nhỏ đi chung với con, con lo luôn nhỏ. Nó ở trong chung. Thì biết rồi nhưng mà lúc đó là chắc có lẽ là với trường hợp con là đặc biệt. Dạ, con sinh cho... sinh ý là đó. Bây giờ không có ai hết, bây giờ đi đâu giờ lên con nói em mới có 2 tuổi rồi đúng không? Dạ, tại vì em bé không có cho vô bệnh viện sợ bị dịch. Ừ. Thường người ta nói là mẹ bồng con, còn cái này là cha bồng. Dạ. Con để dạ, thì mẹ. Thì con hôm đó là có nhiều cái mắc cười lắm, thì con vừa bế đứa nhỏ xong vừa dắt thằng con trai theo để ký đơn những cái đơn mà để chích ngừa này kia đó là lo hết luôn. Chú nhớ lúc đó là có một số cái clip này nọ là có quay đúng không? Dạ, và con mọi người rất ủng hộ. Dạ, mà khoảng rất là. Nhưng mà những clip đó là ai quay cho con? Là y tá ý là khi mà có những điều đó người ta ý là ta bất ngờ quá. Rồi với lại hình ảnh của con luôn, ý là con cũng lâu lâu cũng quay lại lo con cái hay sao sao đó để chia sẻ cho mọi người để biết là công việc một người đàn ông trong gia đình phải lên thế nào. Hay quá. Vợ của mình là sao? Tại vì khi mà vợ mình mang nặng đẻ đau vì mình tạo ra, vì mình làm điều đó thì mình phải chịu trách nhiệm về điều đó, ý là mình phải vệ sinh cho vợ, rồi lo cho con cái của mình. Đó, người đàn ông trong gia đình là con khuyến cáo là luôn luôn phải làm điều đó. Thằng cu bây giờ nay nó nhiêu tuổi rồi? Dạ, cu con giờ được 4 tuổi hơn. 4 tuổi hơn. Dạ. Chắc nó đâu nhớ gì đâu hả? Dạ. Đúng nhớ. Nhưng mà giờ nó vẫn theo con hay nó theo có theo mẹ không? Dạ, theo con luôn. Con trai theo ba, còn con gái theo mẹ. À, đứa con gái thì nó theo. Dạ. Con à? Thôi cũng đỡ cho nó chứ nó theo hết vậy một mình nó gánh. Dạ không, ra đường là con bế một đứa, con chắc một đứa luôn. Ừ. Là con yêu cầu là mình là đàn ông, mình khỏe mạnh mà, tại sao mình không lo cái chuyện đó? Con là ra đường là bắt buộc là bế con và chăm sóc con, còn vợ là đã đẻ nặng đau rồi khổ sợ rồi. Hay quá. Kiểu như là yếu mình mà tại sao để người ta bế con rồi đi theo lục đục sau kia tội vậy. Đó. Con thì là cái việc đó là việc của con, không có để cho vợ. Chú hỏi con cái cảm xúc con á. Dạ. Khi mà con vô tình con xem những clip về hình ảnh của chồng con
Tại vì cái clip đó đã nổi tiếng, đã hot trên mạng thì chắc chắn con phải xem. Dạ. Vậy thì cái cảm xúc của con khi mà con xem clip đó nó như thế nào? Dạ. Con cảm thấy là mình hạnh phúc quá. Tại vì người phụ nữ mà có được một người chồng như vậy thì chắc là phước mấy đời người ta mới có được. Tại nhiều người bạn của con thấy những cái clip đó bạn con chia sẻ xong rồi tát con vô trên Facebook á. Nói trời ơi bạn tôi sướng quá có người chồng vậy, ao ước. Nhưng mà có ông nào dạ. có ông nào dè biểu chồng con không? Dạ. Có con ông con trai nào á kiểu như dạ, cũng có, bạn có, đi chung có, với người con. Có nhiều cái comment mà nói là trời ơi đàn ông mà đi làm mấy cái chuyện đó này kia. Nên là kiểu người ta tính người ta gia trưởng này kia, người ta thấy cái chuyện đó là cái người đàn ông không nên làm. Tại vì cái chuyện đó là khi mà khâu sinh sản á thì nó có những cái phần mà nó không có, ý là người đàn ông không nên cúi đầu xuống á, kiểu vậy. Thì con là không có suy nghĩ cái chuyện đó. Tại chuyện đó là khi mà vợ mình đẹp thì cũng là mình. Rồi mình làm cho vợ mình bị như vậy cũng là mình. Và nhưng con mà, sinh ra cũng là mình. Nhưng mà khi con đọc những cái comment đó, cái phản ứng con sao? Con bình thường, con lại mắc cười với người ta, con lại mắc cười những người đàn ông đó. Tại sao lại cứ tưởng vậy là hay ha. Ừ đúng rồi, tại sao nói thằng đó đàn bà quá. Tại sao đi làm bằng cái chuyện vệ sinh cái chuyện đó tốt làm gì đâu. Thằng đó thằng đàn bà này kia. Thì con cứ cười thôi, tại vì con làm cái điều mà con hạnh phúc. Cái điều mà con đã lựa chọn rồi, đó điều hạnh phúc của con nên con cứ làm một điều giùm vui thôi chứ không có suy nghĩ là chút nữa gửi clip cho chú xem nha. Dạ. Chưa xem được. Dạ. Thật ra chú cũng chung cái quan điểm với con. Thật ra xin chia sẻ chút xíu, không có khoe khoang gì cả. Yeah. Thật ra những lúc mà chú rảnh là những cái việc đưa đón con hay đút con hay tắm con hay chơi với con là chú làm hết. Yeah. Chú rất giống quan điểm với con mà chú thêm một ý này. Mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày ra, đặt họ, họ ai? Họ mình. Yeah. Đúng không? Dạ, con mình. Cho nên là con mình. Người ta chỉ đẻ thôi mà tại sao mà... Chú rất happy khi mà rất là đồng quan điểm với con trong cái việc gọi là chăm sóc con. Dạ, cảm ơn chú. Và thật sự ra lúc mà mang nặng đẻ đau rất là đau. Rồi cái những cái đêm mà có bầu á ngủ không yên, con lo lắm, ý là nằm nghiêng thôi chứ nó khó ngủ, nó tội lắm. Người phụ nữ là hy sinh từ canxi, từ thân thể, từ tất cả, mà tại sao mình làm cái điều đó, mà tại sao mình không có biết trân trọng điều đó. Còn cái điều mà con vệ sinh cho vợ con hoặc là lo cho con á, điều đó rất là bình thường. Điều đó điều hạnh phúc của mình thôi, chứ không có phải là mình muốn thể hiện ra điều đó là điều phải trách nhiệm hay là khó khăn gì hết. Điều đó rất là bình thường thôi. Tại đối với cái người mà vợ mình đau đớn như vậy thì nó kinh khủng lắm. Mình là nhỏ bé, mình là hạt cát sa mạc thôi chứ không đáng gì đâu mà để kể. Hay quá. Bởi vậy mong là làm sao mà các đức ông chồng mà sau khi coi cái số này, coi cái chia sẻ của bạn này thì sẽ thấy là trời ơi, cái chuyện mà cái người vợ đi với mình cả cuộc đời, người ta sẽ đồng hành với mình cả một cuộc đời luôn, thì lý do gì mà mình lại nghĩ là ủa là đàn ông thì phải kệ nó đi. Chuyện đó chuyện của vợ thế này thế nọ thế kia. Nó mong là cái quan điểm đó các bạn nên thay đổi. Bởi vì các bạn cứ thử bệnh một lần đi. Bệnh một lần đi sẽ thấy không có bạn bè nào bên cạnh mình. Chỉ có vợ mình, cha mình, mẹ mình thôi. Làm gì có ai bên cạnh. Cho nên mình thay đổi cái quan điểm đó đi. Thương vợ như bản thân mình vậy đó. Dạ, con chia sẻ thêm một phần này nữa nè. Tại sau khi sanh á, thì người phụ nữ rất là bị hao mòn thân thể về răng cổ hay gì đó. Thì cái chuyện mà chăm sóc vợ lại á, là chuyện của mình. Tại mình phải chăm sóc vợ mình để cho vợ mình đẹp hơn, sướng hơn. Khi vợ đẹp, con đẹp là mình là nhất rồi. Cái ra đường là người ta nhìn thấy vợ con đẹp là mình sung sướng. Sướng luôn. Là mình là sao rồi. Với lại công việc ở nhà sau khi sanh là con lại giặt giũ. Với buổi sáng là con đi chợ và chợ con đi học. Rồi về nhà là tối tới 11 giờ 10 giờ đêm, con khi sau khi con ngủ rồi á, con cho con ngủ là con bắt đầu rửa chén. Là rửa chén lau nhà để sáng hôm sau là nhà sạch sẽ tươm tất. Hay quá, bởi vì bây giờ nữa, chị ơi. Nãy giờ hạnh phúc quá rồi. Hỏi quá. Bây giờ thử hỏi này coi có tật xấu gì không thôi. Đúng không? Đúng rồi. Con bây giờ hỏi Thúy đi, nãy giờ là thấy là ổng là 10 điểm rồi đó. Bây giờ không biết giờ trong 8 năm qua không biết có cái điểm xấu nào không. Giờ là khúc của con. Khúc của con đó. Đó. Nãy giờ ổng đối tốt quá trời rồi. Kể ra để có cái gì chưa tốt ổng sẽ tốt hơn. Nhiều khi mình không biết á. Nhiều khi mình không nói cái chồng mình không biết là anh còn này chưa được hoàn thiện nè. Anh còn này còn này nè. Nhân dịp này con nói luôn đi con. Tật xấu thì chồng con không có nhiều lắm, cũng ít à. Lai rai đúng không? Có cái tật là bừa bộn á, là đồ quần áo cứ vứt lung tung khắp nhà. Mỗi lần mà bạn bè tới chơi là con phải dọn, mà dọn cả 1-2 tiếng đồng hồ. Khoan để nói lại. Dạ. Mỗi lần bạn bè tới chơi, 2-3 kêu. Dạ. Mỗi lần bạn bè tới chơi là phải dọn 2 tiếng đồng hồ mới xong. Trời. Rồi ổng cứ nói là
tại sao dọn dẹp mà cứ dọn lâu vậy? Mà tại ổng bừa bộn mình dọn lâu chứ đâu phải là mình dọn lâu đâu. Rồi bừa bộn. Rồi, bừa bộn nhẹ, nghĩa là bừa bộn nhẹ. Nhẹ mà dọn lần 2 tiếng đó chị. Giống như cặp trước á. Vợ con có bừa bộn xíu. Xíu thôi. Tại vì nói nhiều xíu về mà kiểu ổng là đồ ổng không có bỏ một chỗ. Ví dụ lấy chỗ này ổng lại bứt chỗ khác. Quần áo thì cứ máng cái đầu này xong rồi máng cái ghế kia vậy đó. Phải dọn rồi nó lộn xộn lên. Bừa bộn. Dạ. Rồi tiếp cái gì nữa? Có hay cọc. Ồ. Ủa con, cọc hả? Con cọc là vì lý do là nhiều khi là mình đi đám cưới mà con là người luôn luôn là xuất hiện đầu tiên, ý là người giống như là nhiệt tình và nhiệt huyết lắm, ý là vui vẻ mà lúc nào cũng tới đám cưới là phải có mặt tình tôi là bạn. Khách vợ chưa tới là con đã tới rồi đúng không? Dạ, nhưng mà vợ con thì lại bị chậm hơn chút nữa khui, một chút nữa khui, con đừng có lý giải, chút nữa lý giải. Rồi sao? Ổng sao? Ổng cọc tính. Dạ, dễ nóng tính. Nhưng mà có lần nào mà động tay động chân chưa? Dạ không. Chồng con có nóng cỡ nào cái lần mà cọc nhất của ổng là cái gì? Có nóng quá được ổng là ổng bị bức xúc quá là ổng có nhớ con nhớ một lần là đá cái quạt gãi cái đầu quạt luôn. Rồi mà có đánh con không? Dạ không. Có đánh con không? Dạ không, không cái đó là không bao giờ có chuyện đó, là chuyện dạy con thôi. Nóng nó phá quá, nóng tính quá thì ổng đánh nó một lần thôi. Lần đó là từ lúc đánh đó là con giận ổng mấy ngày luôn, tại ổng đánh hơi mạnh tay á. Rồi nó bị gì không? Dạ thì nó đánh thì không sao, nhưng mà nó bị té xong rồi nó dập cái môi nó có máu á. Cái con mới nói là trời ơi sao mà đánh con tôi mà học máu luôn vậy. Cái con cũng bị hoạn luôn. Anh đánh vô mông thôi mà anh đâu có đánh chỗ khác đâu mà sao nó chảy máu mồm. Con mới quay camera lại xem thì là lúc mà đánh nó chúi cái mặt nó xuống đất á, nó mới bị là dập cái môi dập máu nó ra thôi. Là từ đó là đánh vô mông thôi mà lại xịt máu mồm. Cái nó hoảng sợ quá, nó cảm động đó. Sợ. Là sao? Là từ đó là chồng con là nó không bao giờ anh đánh con nữa. Đúng tại rồi. Vì mình tính mình nóng á, mình đánh con rồi cỡ có gì là hối hận không kịp. Con là không phải đánh con mà ý là hôm đó đánh vô mông thôi, nhưng mà em té xuống rồi. Rồi nó xịt máu mồm. Con mới hoảng sợ quá, nói là từ bây giờ là không bao giờ đụng vô không bao giờ đụng vô con cái nữa, ý là để vợ nếu mà có gì la hét hay gì ở vợ lo hết. Anh đây nè, một lần anh lỡ đánh con gái anh gái mà dỗ vô mông đó mà anh hối hận tới 7 năm. Thì giờ luôn. Hối hận 7 năm về cái cú tát đó. Mà tát vô mông rồi đó. Thôi thôi trẻ con đừng đánh em ơi. Nói những lời yêu thương với dạy dỗ đó. Dạ, thì đó anh Tuấn nhà chị á, hồi lúc bí ngô nó nhỏ đó. Mà mới vậy thôi nè. Thay vì là tát là như vậy đúng không? Có hai ngón tay thôi. Quẹt nhẹ cho thôi mà bà ói từ ở đây bà ói. Bà ói từ ở phòng khách bà ói vô tới toilet mà ông Tuấn cứ sau lưng. Bà lại con. Bà hối hận lắm. Con nít bây giờ nó cũng bảy năm nít rồi nó cũng dễ sợ lắm. Rồi thôi mình nghe là từ đó nói chung nó cũng may là nó nhận ra. Mà bây giờ không có giáo dục bằng cái kiểu đó nữa đúng không? Là cọc tính nè. Mà mỗi lần cọc tính lên có hay mắng hay là mắng nhiếc gì con không? Dạ không, cọc lên thì nằm một chỗ vậy, cứ vô phòng nằm ra dùng dằn đó không luôn, cứ lấy cái gói ịn vô mặt xong rồi không có nói chuyện tới ai luôn. Chà. Con về cũng không quan tâm tới con nó vô nó kêu ba ơi ba cũng không quan tâm luôn. Con chờ vợ con nói. Mà vợ con lại không muốn nói, vợ con là không ấm mặt hoài, ấm mặt vô gối hoài. Dạ. Bây giờ cũng như là con nói giống như là phải có một người chạy lại, giống như là cãi lại đi. Nghĩa là hoặc là chạy treo lại đi là cho câu chuyện nó ra câu chuyện nó drama hơn. Dạ. Cuối cùng con tặng ông nói một mình con không mà. Về sau tới bây giờ là không còn cái chuyện cãi lộn nữa. Rồi bây giờ hỏi nè, ổng có bị nói nhiều không? Dạ nói nhiều lắm. Ở nhà hai vợ chồng lúc mà rảnh là ổng cứ ngồi ổng nói. Ông nói ngồi đây cũng nói, coi phim cũng nói, làm gì cũng nói. Ông cứ kể chuyện liên tục. Hai vợ chồng đi ăn sáng với nhau mà nói xuống với nhau chỗ ăn sáng á, người ta nói ủa hai đứa này mới yêu nhau hả, mới quen nhau sao mà thằng này nó nói với con này nhiều vậy. Nhưng mà con có trả lời lại không? Dạ có, lâu lâu trả lời thôi chứ trả lời hoài mệt lắm. Tất cả mọi diễn đàn là ông nói hết. Dạ. Hai đứa cùng nói sao? Hồi nãy là cái bà vợ thì là diễn giả là cũng nói dữ lắm, còn ở đây bây giờ là đổi ngược lại là ông chồng. Đó. Rồi bây giờ con mong muốn thay đổi điều gì? Dạ chồng con đối với con thì thấy là quá hoàn hảo rồi, thì con chỉ muốn là cái tính nóng nó bớt lại một chút, tiết chế lại một chút thôi thì sẽ ok hơn. Chỉ có vậy thôi. Tới con đó con. Nhưng mà chúng ta nói gặp đầu hàng nhẹ nhẹ là xíu nha. Gặp đầu hàng là xíu nha. Rồi thì vợ con là tất cả cũng những cái điều mà con lựa chọn con thích thú là có hết đủ đẹp hết luôn, nên con rất là ưng ý rồi. Nhưng mà có mối tội là rất là chậm quá, thì vợ con hay làm điều gì cũng phải được 10 điểm, 9-10 điểm. Nhúng ăn nấu ăn phải trang trí hay gì phải 9-10 điểm cầu toàn, không thể nào được đạt cầu toàn. Còn con thì lại cần 5 điểm 7 điểm được rồi, chứ không có đòi là phải được 90 điểm đâu. Tại ông ẩu quá cho nên ông thấy mình cầu toàn quá lại ngược nhau. Lên vợ con chọc vậy, lên con chỉ có mong vợ con nhanh hơn một xíu thôi. Chỉ có bị gì thôi hả? Bị vậy thôi à? Có bị gì nữa không? Bị chọc bực mình lắm, thật là
khi mà đôi khi đi công việc hay là làm cái gì đó mà bây giờ kể lại vụ đám cưới đi. Dạ đó, đúng rồi, hẹn đám cưới cuối cùng tới nơi 7 giờ phải có mặt rồi, cuối cùng tới nơi là 7:30, 7:30 là 7:30 hơn 7-8 giờ là ta ăn món thứ hai rồi. Dạ đúng rồi, là đầu đô vô đầu giống như là mình là cái gì đó để ta nhìn chú ý là khi giống như vừa đét mà giống ngôi sao đi tới vậy đúng không? Dạ. Rồi mong muốn vợ thay đổi gì? Dạ thì mong muốn là nhanh hơn một xíu thôi, không cần phải nhanh hơn đâu. Tại vì vậy thôi đó hả? Dạ. Nhanh hơn xíu thôi có nghĩa là 7:15 tới là được. Ừ. Tức là ý em đang hỏi là tật xấu là chỉ có vậy thôi. Thì có một cái là chậm chạp thôi. Chậm thôi. Đúng không? Dạ. Chỉ có duy nhất một cái đó thôi. Và chậm chạp nó thật sự ra lúc nhiều lúc bực lắm. Tại vì con bực là con lo cho vợ con, yêu nhà hôm đó vì con bên nước ngoài về thì dọn ở nhà. Thì hôm đó khuya rồi, vì con báo về bất ngờ thì khuya đầu 12 giờ là vợ con dọn tới sáng luôn. Thì có bực mình dạ. là không phải là dọn chậm. Xót vợ nữa. Ừ. Bây giờ em làm như vậy rồi rồi gì về rồi. Nhìn thấy mặt mũi bơ phờ thấy mặt nó hoang tàn như thế ghê đó bà đi, mắc gì mà phải làm chia cố vậy, cứ làm vừa vừa thôi, gì hồi cũng dơ lại mà mắc gì mà làm cho nó sạch, ôi cũng sạch từng ly từng tí từng chút luôn. Xong con bực quá con vô dọn, là con cỡ nào cỡ con vô dọn nó làm hồi cũng dọn lại là trưởng luôn, kêu là con bừa bãi đó. Là từ đó là hai vợ chồng là dọn nhà là không liên quan, giống như là con dọn là vợ con không có mặt, mà vợ con dọn là con đi chơi, ý là như vậy luôn. Ý là bắt đầu là bực tức nhau, nhìn khó chịu lắm, nhìn chậm chạp rồi bơ phờ người khó chịu lắm, không thích vậy. Dạ, nên muốn nhanh hơn một xíu thôi. Nhanh thực ra là bớt cầu toàn đi chút xíu mà trong trời, con biết cái đó nó vô là bản tính bản năng luôn á. Dạ. Nó là trong máu rồi con ơi, làm như là cái tiết tấu với cái tốc độ nó làm là phải vậy. Dạ. Chứ còn nhanh hơn xíu nó bệnh. Dạ. Con hiểu không? Dạ. Giống như quét nhà là không làm một quyết nhanh không, như cô đang ví dụ. Dạ. Con hiểu, cô đang ví dụ. Dạ. Ví dụ như cái tiết tốc độ nó phải là dày. Dạ. Dày cái là nó bệnh, con hiểu không? Em hiểu không? Dày là bệnh hơi nhẹ nhàng đó. Thì con làm vậy? Con làm như cô Hồng Vân, con làm nhanh quá là bị chửi á đó. Ừ. Thì nó làm như kỳ vậy là con bỏ đi luôn, dù cái chỗ đi luôn là tự làm đi. Thật ra bây giờ tụi con đã ở với nhau là 8 năm rồi. Dạ. Vậy thì ta nói là trong đời sống mà để giữ được hạnh phúc á thì phải luôn coi như là tạo một cái gì đó nó có sự khác biệt. Dạ. Thì trong khoảng thời gian ở với nhau thì không biết là con á, con thì chú thấy con là người rất là linh hoạt. Dạ. À, nói nhiều nhanh nhẹn sóng sáo, vậy con có luôn luôn tạo những cái điều gì đó thú vị cho vợ không? Dạ, con làm bất ngờ suốt. Và mỗi lần mà cô ấy nhận được một những cái điều đó thì phản ứng của ấy ra sao? Bình thường không có cảm xúc luôn. Vợ con là người hiền hòa và cái cảm xúc không có thể hiện trên mặt. Con nghĩ là thể hiện tim thôi, nhưng mà con chưa thấy điều đó. Ý là con trong cuộc đời con á, bất kỳ một cái lễ gì hay bất kỳ một cái ngày gì đó mà nó quan trọng một xíu thôi là con làm cho nó tưng bừng liền, ý là làm cho ăn uống hay là làm tặng quà kia. Thí dụ sinh nhật thì sao, kỷ niệm ngày cưới làm những điều gì? Dạ, ý là con làm bó hoa người ta gửi tới, bó hoa là bự, hoặc là làm bó hoa tiền rõ kinh khủng lắm. Trọng đại lắm, là con làm mấy cái chuyện mà gọi là kinh thiên động địa. Kinh thiên động địa lắm, không phải đơn giản đâu. Về thì rất là bình thường. Em cảm ơn. Vừa tặng cái mặt đơn. Dạ, đơn. Đâu có không, đơn. Không cảm ơn luôn. Không cảm ơn. Chụp hình xong đem đi đâu cất có mặt sao đâu, cái mặt con sao đâu. Ví dụ đó. Thì cười cái người chụp hình xong vậy rồi đem đi cất. Dạ. Con kêu là ý là sao em không quay phim lại, em thích thú em đăng lên Facebook hay là vậy, cái này thay đổi được nè. Dạ. Cái vụ kia thì là có thể khó thay đổi nhưng mà cái này phải thay đổi nè. Dạ. Chứ để chồng nó tụt mút hoài, mai mốt không có tặng cho con nữa. Đúng rồi. Không tạo bất ngờ cho con nữa là con lỗ chứ không ai. Ví dụ mà sắp tới con có dự tính là ngoài cái nụ cười ra thì con còn kèm theo những cái hành động gì hay là những cái lời nói gì không? Dạ. Tại vì con là người ít nói á, kiểu như là chỉ hành động thôi chứ không có bao giờ nói là yêu thương với chồng á. Thì thôi bây giờ con không nói cũng được, nhưng con phải hành động. Con nhảy lên con đu cổ nó, con hôn nó một cái ví dụ vậy. Đúng không? Khi làm những điều bất ngờ mình bực thêm nữa. Tại vì dụ như là hôm đó con mua cái xe tặng vợ con bất ngờ, thì mua xe về thứ nhất là không vui, thứ hai là không ưng luôn, mà cái mặt đơ nữa luôn. Mà bây giờ con hỏi bây giờ thích xe nào để biết đường đi đổi, hoặc để bán lại hay là để mua cái xe khác, không biết luôn. Mà không cảm xúc luôn. Nó không cảm xúc là ý là bây giờ con giờ là đưa cho cái clip em xe là con xe nào hiểu rồi. Tại kiểu con là con không có thích vật chất á, con thích bình thường đơn giản thôi, còn tặng con gì mà lớn lao con cũng bình thường rồi. Thôi nhưng mà cái này là cô khuyên là phải thay đổi. Con phải biết gọi là đôi khi con phải biết giả dối cái cảm xúc của mình một chút. Con hiểu không? Làm bộ vui cho ổng tặng. Đúng rồi, con về cái trời ơi anh ơi đẹp quá anh ơi, ví dụ vậy.